Ngày 24 tháng 1, những người xem cá voi ở vùng biển phía nam California, Mỹ đã có cơ hội gặp và ghi lại hình ảnh một chú cá voi lưng gù nổi lên ngay sát tàu. Cá voi lưng gù có thể dài tới 18 mét, nặng tới 40 tấn, sống được 80 đến 90 năm. Cá voi lưng gù từng là đối tượng bị săn bắt và bị tác động bởi ngành săn bắt cá biển nói chung, nên có thời điểm chỉ còn vài trăm con. Nhưng nhờ lệnh cấm đánh bắt cá voi cũng như hạn chế đánh bắt cá, mà giờ đây số lượng cá voi lưng gù phát triển lên đến hàng chục ngàn con trên toàn cầu ở nhiều nơi ngắm cá voi lưng gù trở thành ngành du lịch phát triển